Rồi, xin chào tất cả các bác nhé. Thì hôm nay chuyên lại giới thiệu cho các bác một cái cây thước đo cao 600mm, hàng siêu nứt, bỏ hộp ra nhé. Lâu ngày bỏ ra, hàng chuẩn Mitutozo nhé. Có kích núp cho anh em quay luôn. Đó, rất là đẹp, hàng siêu nứt. Bữa trước nó mới lắm, bỏ trong cái hộp ở bên Nhật về, mình bỏ hộp ra để mình trưng bày ra ngoài cho nó đấy, mọi người thấy đấy. Cái này là của Takayama Japan nhé, 100% Japan. Đó, 660cm. Hàng chuẩn rất là đầy đủ đồ. Anh em nào cần thì liên hệ qua số điện thoại 0989821011. Hàng qua chuẩn cho anh em. Đó nhé, cái thước rất là chuẩn. Về bỏ bàn map anh em đo chiều cao hay này này kia thì ok nhé. Lâu rồi không có sử dụng tới. Để ở đây không à. Rất là đẹp. Thì anh em quan tâm thì liên hệ qua cửa hàng chuyên tun 1 tại vòng xoay cống 11 Biên Hòa, Đồng Nai. Các bác quan tâm thì liên hệ nhé. Và xin cảm ơn anh em đã theo dõi. Rất là trơn tru nhé. Tăng chính. Rất là ok. Các bác quan tâm thì liên hệ. Xin chào anh em.